Rồi chào các bạn, hiện tại khoảng 6 giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8. Đây chợ Hưng Đạo. Đây là Nguyễn Trãi, quận 5. Sáng nay chúng ta đi mua bánh bao. Và đây là 901 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5 ha. Tiệm bánh bao Phúc Minh Long, tiệm bánh gia truyền. Số điện thoại 081 535 8838. Em bán bánh bao với là bánh kim sa phải không em ha? Dạ đúng rồi. Bánh bao nhiêu cái vậy em ha? Dạ, ở bên đây bánh bao thì em có loại thịt đó là có xá xíu, trứng muối với lại trứng vịt là loại đó là 25 đặc biệt. Còn loại không có trứng muối là 20. Dạ. Bánh bao này bên nhà mình làm luôn. Dạ em tự làm. Tự làm luôn. Dạ. Chắc là làm theo công thức gia truyền luôn hả? Dạ đúng rồi. Công thức gia truyền từ ông của bạn. À từ ông luôn hả? Cái này mình bán được mấy giờ em hả? Dạ tụi em bán từ 6 giờ đến khi hết bánh, có khi là lúc thì hết sớm thì 9 giờ, lúc 10 giờ, 10 rưỡi. Thường tụi em sẽ bán tới 10 giờ, 10 rưỡi. À. Dạ. Cái công thức đó mình làm sao em hả? Ở bên em là dùng bánh bao 1-2 á, nếu mà công thức thì anh hỏi hàng thì tại vì bên em là bên công thức. Cái công thức mình làm sao vậy em hả? Dạ thì tụi em cũng bột nước gọi là trong tiếng Hoa là gọi là trụng. Trụng cái. Bột cái sau tụi em bỏ vô cũng trụng với sữa nè ha. Chấm thì bên thử mùi khai, tại bánh mùi khai bánh không mùi khai nó kén
hai cái bánh bao đi ha, với lại hai cái kinh sa. Bánh bao là 25 đặc biệt đó hả? Là bánh bao 25 là bánh bao có cái mọc của kim lộc đây, là màu bông của cua cam và có trứng muối đặc biệt, còn không có trứng muối thì là kiểu phúc màu nhỏ. Cái này mình bán bao lâu rồi? À, em bán thì khoảng tới chừng một năm rồi. Ấy là cái mình làm mình lâu chưa, cái công thức mà nếu mà ông bà để lại lâu rồi không? Dạ lâu rồi, khoảng từ năm 1980 là ông em bắt đầu bán bao rồi. À thì năm 1980 bán bao rồi. Dạ. Bán từ đời ông. Rồi giờ để lấy hai cái bánh bao với hai cái kim sa. Anh lấy cái trứng muối không anh? À lấy cái trứng muối luôn. Cái cà vé nhiêu cái em không? Dạ. Không ý là em bán bao nhiêu giá để biết có gì báo cho khách biết luôn. 12.000 cái. Cà vé 12. Cà vé với lại kim sa là đều 12.000. Còn bánh thịt thì có thịt lớn 20, đặc biệt 25. Còn bánh nhỏ chỉ có thịt với trứng thôi, thường bánh nhỏ là mấy bé sẽ học sinh ăn á thì là 15. Cái em bán cái gì là 4 loại, 5 loại hả? Dạ đúng rồi, menu của em như này nè. Bánh bao nhỏ, thịt trứng 15, bánh lớn 20, thịt trứng xá xíu, đặc biệt 25, thịt trứng xá xíu, trứng muối, xá xíu, thịt nước sốt, đặc biệt 18, kim sa 12, ca vé 12, Phúc Minh Long 081 535 8838, hai gia công nhân. Rồi đây mình đã mua về ha các bạn. Giờ mình sẽ cho má mình thử. Rồi, cái ca dĩa. Mình cũng nhìn bên trong ca dĩa. Mình mang thử đi. Đây kim sa. Thấy sao không? Món cây ghé này làm rất là ngon. Cái bột nó rất mịn. À, cái cây ghé cũng vậy. Làm rất là thơm, giống như cái hương vị từ lâu rồi đã truyền tới bây giờ. Chứ không phải như những chỗ khác mà hả, cái cây ghé nó đa số nó pha bột hoặc là cái gì không thơm bằng. Có trứng trong đó không? Không, cá vé thì nó làm bằng trứng gà, nó đánh với đường. Ý là nó có pha bột cơ. Không, không có pha bột trong cái nhân. À. Cá vé nó làm dạng là trứng với là đường thôi. Chứ không có pha bột thêm này cái nọ, thành ra ăn rất là thơm. À. Còn thử miếng, nó ăn cái kim sa thử đi. Đây là bánh kim sa. Ồ. Toàn chả trứng. Giống lòng đào, giống như lòng đào luôn. Bánh kim sa. Rồi mang thử đi. Rất là ngon. Cái bột rất là mạnh mà ha, cái nhân nó cũng thơm, cái mùi trứng đặc trưng của cái hiệu này. Nó béo mà má hả? Béo mà giống như của trứng, có trứng muối trong đó vậy á. Có làm gì có xíu pha muối này sao nó. Cái bột nó mạnh ghê, nó thơm ghê. Rồi, để mình thử luôn phần bánh bao nha các bạn. Bánh bao trứng muối. Bánh bao trứng muối đặc biệt.
cái giá là bao nhiêu một cái? Cái giá 12, trứng muối 25, kim sa cũng 12 luôn. Bánh bao trứng muối. Luôn phần nhân rất là ngon. Mùi vị rất là đặc biệt hơn những cái nơi khác. Bánh bao này là hả, cái bột nó làm rất là mịn mà không có nghe cái mùi vậy, nó bột thai không? Thai, không có bột nổi nổi. Không có bỏ bột nổi nhiều. Cái nhân cũng vậy. Hương vị của nó rất là đậm đà. Trong đây là cái nhân này chắc có lẽ là có cho thêm dầu mè hay gì đó, rất là ngon. Cái thịt nó cũng ngon luôn. Thịt thì nó thơm, cái mùi đặc trưng của nó như là có dầu mè á. Có dầu mè vô, như hồi xưa là làm hồi xưa là đa số là phải như vậy. Mà tự lấy miếng trứng muối đó luôn đi. Giá là 25 ngàn một cái thì tạm thời ăn rất là ngon, thấy nó rất là ngon. Và đây là cách bảo quản bánh. Bảo quản bánh ngăn mát tủ lạnh hoặc tủ mát một tuần, che mặt bánh để tránh khô, bột bánh để lâu ngày, cấp hết bánh bao. Hấp các loại bánh thịt đặc biệt, thịt lớn, thịt nhỏ, xá xíu 15 đến 20 phút, hấp khi nước còn lạnh. Ca vé 5 đến 7 phút khi nước sôi, kim sa 3 phút khi nước sôi, tránh để lâu sẽ nổ bánh. Rồi, sau khi mình đã thử hết các loại bánh nha các bạn, thì cái nhân bánh bao thực sự cái bột họ rất là ngon nha. Không có bị khô. Má mình ăn và khen rất là ngon, là nó giống như cái vị truyền thống ngày xưa vậy đó. Bên trong nhân bánh bao nó có thịt và xá xíu và trứng muối, nấm mèo và củ sắn. Đặc biệt là rất thơm, cái mùi thịt họ làm rất là thơm. Không có bị khô, nó vừa ăn. Riêng về phần kim sa mình cắt ra mình cảm giác được cái giống như cái lòng đào, cái trứng lòng đào nó gì đó. Họ làm phần trứng không có pha, giống như không có pha vào thêm bột hay là gì hết. Cá vé cũng thơm luôn ha các bạn ha, cũng ngon nha. Đây họ dùng trứng nhiều nên cảm giác là nó hơi béo một xíu, không có pha bột. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.